phóng sự nhập học K58 và team của mình là team yours. Các bạn có đến biết đến team của chúng mình chưa? Mình chưa. Team của mình là team sừng. Unicorn. Tớ tên là Phạm Nguyễn Tuấn Minh và tớ vào đỗ vào nhóm ngành NT02 của Đại học Ngoại thương. Chào các bạn, mình xin được giới thiệu, mình tên là Phan Lộc và mình là Phan Văn Thắng. Thực ra thì mình nhập học hôm qua rồi và hôm nay mình đến để làm bài kiểm tra cho anh được ạ. Khá là vui, bởi vì hồi nhập học chứ không đi ngày hôm nay, thế là nên là đầu tiên được trải nghiệm cái cảm giác này. Về trường Ngoại thương thì mình nhìn thấy là rất là rộng vô cùng luôn đấy, thật sự luôn. Cây cối rất là nhiều, mát mẻ, dễ chịu cực kỳ luôn. Mày nói đi. Ở đây có rất nhiều câu lạc bộ, mấy anh chị rất là hay. Thế thì các bạn rất là thích thú với những sinh trường tu đúng không? Vậy thì các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình tại tu không? Ôi trời, gái ở đây xinh quá, chắc mình không với tới đâu. Mình thấy môi trường là một cái trường rất là năng động và bao gồm rất là nhiều hoạt động ngoại khóa. Ngay từ những ngày đầu vào học thì đã có rất là nhiều chương trình để tổ chức cho K58 rồi, là mình cảm thấy rất là ấn tượng với các anh các chị. Mình cảm thấy các anh chị ở trong trường rất là lôi cuốn, xinh đẹp và rất là cute. Ở đây có rất nhiều học sinh và nhiều anh em trai. Thì từ đây thì mình nhìn ai cũng năng động. Theo mình được biết ấy, thì Stu là môi trường rất năng động và con người của mình trước đây ấy, thì là nói chung là nó rất chi là hướng nội, nên là mình muốn vào Stu để khám phá bản thân mình. Thực ra thì lý do có hơi thực dụng một chút là từ trước đến giờ thì các ông bà cha mẹ thì đều bảo là Ngoại thương là một trường rất là tốt, có cơ sở đào tạo giáo dục cũng rất là tốt. Chỉ cần đi học sinh giờ rồi về nhà nhớ học bài trước khi lên lớp là được, là có thể qua môn dễ dàng. Cần nhớ chị qua môn rất vất vả. Các bạn hãy cố gắng rất là được, không khí cần là tập sinh viên là vì các em nhỏ thì sẽ rất được anh chị yêu quý. Và sẽ khám phá được nhiều cái thông tin mới hơn của trường. Và bạn chỉ lái xe em nhé. Đăng ký lái xe nhé.